hành khách hoảng hồn khi ngồi trên máy bay mất hai cửa sổ. Mới đây, trên chiếc máy bay Airbus A321 khởi hành từ sân bay Stansted ở London, Anh, để đi đến sân bay quốc tế Orlando ở bang Florida, Mỹ, phát hiện ra hai cửa sổ bị mất. Cụ thể, sau khi cất cánh, phi hành đoàn phát hiện tiếng ồn lớn bất thường từ hướng trái máy bay. Sau đó, phi hành đoàn đã kiểm tra và phát hiện một cửa sổ bị bung. Lúc này máy bay đang ở độ cao 4.200m và bay khoảng 30 phút. Được biết, trên máy bay có 11 thành viên phi hành đoàn và 9 hành khách, bao gồm nhân viên của hãng kiểm tra kỹ hơn tại sân bay lực lượng chức năng phát hiện hai cửa sổ bị mất trong khi tấm kính bên trong và lớp niêm phong của cửa sổ thứ ba bị bùng thiệt hại được cho là đến từ việc sử dụng đèn dọi sai cách một ngày trước đó thay vì nằm cách máy bay tối thiểu 10 m đèn dọi được đặt ở khoảng cách 6 đến 9 m và chiếu vào thân máy bay trong khoảng 5 giờ hiện cơ quan điều tra tai nạn hàng không anh đang tìm hiểu nguyên nhân và tiếp tục điều tra để ngăn chặn sự cố tương tự trong tương lai